Thưa quý vị và các bạn, với ngòi bút sắc bén của một nhà báo, với tâm thế nhiệt huyết của một chiến sĩ, trong suốt cuộc đời cầm bút của mình, đại tá nhà báo Trần Nhung đã có nhiều bài báo sắc sảo mang tính dự báo. Và cuốn sách Thời cuộc và suy ngẫm tập hợp những bài báo giá trị của ông, sách do nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của chính tác giả. Thời cuộc và suy ngẫm tập hợp những cái bài báo về bình luận chính trị, thời sự, quốc tế và trong nước, đề cập những cái sự kiện nóng bỏng, nhạy cảm, rung động tại các khu vực trên thế giới, cũng như những vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt sau hơn 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Trong cuốn sách này ấy, thì bạn đọc có thể tìm thấy những cái vấn đề lớn xảy ra trên thế giới, tác động làm rung chuyển các khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Về phần thế giới thì có nhiều vấn đề, cả về chính trị, về văn hóa, về an ninh toàn cầu và về các cái khối liên kết kinh tế và chính trị như là Liên minh châu Âu sẽ đóng vai trò quan trọng trong bản đồ địa chính trị, không chỉ ở châu Âu mà đối toàn thế giới. Rồi vấn đề là trọng tâm chiến lược của thế giới ở thế kỷ 20, tức là nằm ở khu vực châu Âu Đại Tây Dương, thì sang thế kỷ 21 nó sẽ chuyển sang khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tại vì ở đây là nó gắn với các nền chính trị kinh tế mới đang lên, trong đó nhân tố Trung Quốc sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những năm đầu thế kỷ 21 và sẽ trở lên là một cái nước có ảnh hưởng quan trọng sâu rộng không chỉ khu vực châu Á mà trên phạm vi toàn cầu, thách thức vai trò và vị trí của nước Mỹ. Thì đấy là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng mọi người đều quan tâm. Đối với trong nước thì trong cuốn sách này cũng có nhiều bài phân tích bình luận về cái hệ thống chính trị của đất nước, trong đó có cái vai trò đặc biệt quan trọng là của Quốc hội, tức là cái cơ quan lập pháp, giám sát tối cao, rồi quyết định những quan trọng nhất của đất nước, thể hiện là Quốc hội là trí tuệ quốc dân. Và nền dân chủ của chúng ta được thể hiện sinh động và rõ nét nhất chính là trong tại các kỳ họp của Quốc hội. Bạn đọc có thể tìm thấy ở trong cuốn sách này một số điều bổ ích, không chỉ là nhìn nhận một cái giai đoạn đã qua là những năm mà thế giới chuyển mình từ một cái thế kỷ 20 đầy dục bão, với hai cuộc chiến tranh thế giới, với nhiều cuộc chiến tranh, và trong đó có cuộc chiến tranh lâu dài ác liệt nhất diễn ra trên đất nước chúng ta, thì sang đầu thế kỷ 21, đất nước là đối mặt những nguy cơ thách thức mới, tức là nguy cơ hòa bình, chiến tranh, xung đột hợp tác đan xen lẫn nhau. Thì tôi nghĩ rằng trong cuốn sách này nó cũng một phần rất nhỏ thôi cung cấp những cái điều mà bạn đọc có thể quan tâm. Nó không chỉ là một thời đã qua mà cũng có thể vận dụng để nhìn nhận lại những vấn đề hiện nay đang diễn ra.